Kính chào quý vị, chào các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối nay, ngày 17 tháng 6 của Đài Phát thanh và Truyền hình Nam Định. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Sáng nay 17 tháng 6, Ủy ban bầu cử tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh chủ trì hội nghị dự hội nghị có đồng chí lê quốc trình phó bí thư thường trực tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh phó chủ tịch thường trực ủy ban bầu cử tỉnh đồng chí phạm đình nghị phó bí thư tỉnh ủy chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phó chủ tịch ủy ban bầu cử tỉnh các đồng chí ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy thường trực hội đồng nhân dân lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh các đồng chí thành viên ban chỉ đạo thành viên ủy ban bầu cử tỉnh lãnh đạo các sở ban ngành cơ quan đơn vị của tỉnh Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh khẳng định, mặc dù tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh có những diễn biến phức tạp, nhưng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân ca cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh diễn ra trong không khí phấn khởi dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, tiết kiệm, tuyệt đối an toàn và đã thành công tốt đẹp, thực sự là ngày hội non sông, ngày hội lớn của toàn dân. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, cố gắng trách nhiệm cao của các cấp ủy Đảng chính quyền, Ủy ban bầu cử các cấp, gần 29.000 thành viên các tổ chức phụ trách bầu cử trong toàn tỉnh, các ban ngành, mặt trận Tổ quốc đoàn thể, lực lượng vũ trang và nhân dân trong tỉnh đã đoàn kết thống nhất, chung tay góp sức làm nên thành công của cuộc bầu cử. Nhấn mạnh nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh yêu cầu hội đồng nhân dân các cấp phải tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động. Mỗi đại biểu Hội đồng Nhân dân ca cấp cần nỗ lực phát huy vai trò trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, góp phần thực hiện thành công nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng Bộ Tỉnh lần thứ 20, đưa tỉnh Nam Định tiếp tục phát triển nhanh bền vững, xứng đáng với niềm tin và sự mong đợi của nhân dân và cử tri trong tỉnh. Đạt mục tiêu phấn đấu, đến năm 2030, Nam Định là tỉnh phát triển khá của cả nước. Sau thành công của cuộc bầu cử, các cấp ủy chính quyền, ủy ban mặt trận tổ quốc các cấp cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về kết quả bầu cử, các cơ quan chuyên môn tiếp tục khẩn trương chuẩn bị chu đáo các nội dung, điều kiện tổ chức thành công kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân ca cấp để bầu các chức danh Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân theo đúng quy định của pháp luật. Các cơ quan địa phương đơn vị tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong năm 2021 và những năm tiếp theo thực hiện chỉ thị số 45 của bộ chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Các ủy đảng chính quyền các cấp, cấp các ngành các địa phương, các tổ chức phụ trách bầu cử của tỉnh đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác chuẩn bị và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh. Ủy ban nhân dân các cấp đã quyết định thành lập Ủy ban bầu cử tỉnh 10 ủy ban bầu cử cấp huyện và 226 ủy ban bầu cử cấp xã. 3 ban bầu cử đại biểu Quốc hội, 18 ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, 100 ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, 1627 ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã và 1698 tổ bầu cử. Tổng số thành viên các tổ chức phụ trách bầu cử toàn tỉnh là 28.753 người. Công tác hiệp thư giới thiệu người ứng cử, xác định và ấn định số đơn vị bầu cử, số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử, việc lập niêm yết danh sách người ứng cử, tổ chức tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử của người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân cơ cấp được tổ chức khoa học đúng luật. Tổng số cử tri của tỉnh Nam Định tại thời điểm niêm yết ngày 13 tháng 4 2021 là 1 triệu 503.004 cử tri. Trong ngày bầu cử, số cử tri trung bình của 4 cấp đã tham gia bỏ phiếu là 1 triệu 438.258 người, đạt tỷ lệ trung bình 99,19%. Đối với người ứng cử, đại biểu Quốc hội đã tổ chức được 16 hội nghị tiếp xúc cử tri, trong đó có 4 hội nghị trực tuyến. Đối với người ứng cử đại biểu, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tổ chức được 37 hội nghị tiếp xúc cử tri. Cấp huyện, tổ chức được 100 hội nghị tiếp xúc cử tri. Cấp xã, tổ chức được 1.627 hội nghị tiếp xúc cử tri. Kết quả của bầu cử đã bầu đủ 8 đại biểu quốc hội, 61 đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, 350 trên tổng số 351 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện. 5.566 trên tổng số 5.703 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã, đảm bảo số lượng cơ cấu thành phần đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân cơ cấp. Việc công bố kết quả bầu cử, danh sách những người trúng cử và xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng Nhân dân cơ cấp được thực hiện đúng luật. Công tác giải quyết khiếu nại tố cáo có liên quan đến cuộc bầu cử, công tác đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, kinh phí và cơ sở vật chất, kỹ thuật cho cuộc bầu cử, công tác phòng chống dịch COVID-19 trong bầu cử được triển khai và đảm bảo an toàn. Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh đã trình Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho ba tập thể và ba cá nhân có thành tích xuất sắc trong bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử Hội đồng nhân dân ca cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho 71 tập thể và 57 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử Hội đồng nhân dân ca cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Chiều nay 17 tháng 6, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nam Định tổ chức tiếp nhận ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 đợt 2 của 15 tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp cá nhân với tổng số tiền trên 3,4 tỷ đồng. Tiếp nhận ủng hộ của các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp có đồng chí Đoàn Văn Hùng, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Thường trực Tỉnh ủy về tổ chức đợt cao điểm vận động ủng hộ phòng chống dịch bệnh COVID-19 Đến thời điểm này, toàn tỉnh đã có trên 130 tổ chức đơn vị doanh nghiệp cá nhân ủng hộ và đăng ký ủng hộ tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh với tổng số tiền trên 17 tỷ đồng. Các tổ chức đơn vị doanh nghiệp cá nhân ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 đợt 2 gồm Công ty xăng dầu Hà Nam Ninh ủng hộ 800 triệu đồng, Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Nam Định ủng hộ 300 triệu đồng, Công ty Cổ phần Lâm sản Nam Định ủng hộ 200 triệu đồng, Công ty Cổ phần Cấp nước Nam Định ủng hộ 500 triệu đồng. Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Phát triển Trường An ủng hộ 1 tỷ đồng. Cục Thuế tỉnh ủng hộ trên 88 triệu đồng. VNPT Nam Định ủng hộ 50 triệu đồng. Hội Quý Bà Việt tại Nam Định ủng hộ 26 triệu đồng. Công ty Cổ phần Dây Lưới Thép Nam Định ủng hộ 30 triệu đồng. Cục Dự trữ Nhà nước ủng hộ trên 28 triệu đồng. Công ty Cổ phần Nước Sạch và Vệ sinh Nông thôn tỉnh ủng hộ trên 56 triệu đồng. Bộ đội Biên phòng tỉnh ủng hộ 10 triệu đồng công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sổ số kiến thiết Nam Định ủng hộ trên 52 triệu đồng. Tập đoàn quốc tế 5 sao tại Nam Định ủng hộ 50 triệu đồng. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh ủng hộ 72 triệu đồng. Việc tổ chức tiếp nhận nhằm ghi nhận đóng góp của các tổ chức cá nhân đơn vị doanh nghiệp, đồng thời tuyên truyền vận động các tổ chức cá nhân trong và ngoài tỉnh tiếp tục chung sức với toàn xã hội trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Nhân kỷ niệm 96 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6, Công an tỉnh tổ chức gặp mặt đại diện các cơ quan báo chí của tỉnh và trung ương đóng trên địa bàn. Đại tá Phạm Văn Long, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, giám đốc Công an tỉnh chủ trì buổi gặp mặt. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tá Phạm Văn Long, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, cảm ơn các cơ quan báo chí của tỉnh và Trung ương đóng trên đại bàn tỉnh đã thường xuyên phối hợp tuyên truyền hoạt động trên các mặt công tác của Công an tỉnh, đặc biệt là công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Kịp thời biểu dương những thành tích chiến công, gương người tốt việc tốt, giúp cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh hiểu và chia sẻ với những khó khăn, hiểm nguy mà lực lượng công an phải đối mặt. Đại diện các cơ quan báo chí của tỉnh đã cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo phối hợp của công an tỉnh trong công tác tuyên truyền các hoạt động của ngành, đồng thời mong muốn thời gian tới công an tỉnh tiếp tục phối hợp tạo điều kiện tốt nhất cho đội ngũ phóng viên tác nghiệp, cung cấp kịp thời những thông tin vụ việc được dư luận quan tâm để các cơ quan báo chí phản ánh, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho kinh tế xã hội của tỉnh phát triển. Đến sáng ngày 17 tháng 6, toàn tỉnh có 15 trường hợp đang cách ly điều trị và theo dõi sức khỏe tại các cơ sở khám chữa bệnh. Công văn số 340 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh lịch thi tuyển sinh lớp 10 Trung học phổ thông không chuyên năm học 2021-2022. Huyện Giao Thủy đẩy mạnh công tác phòng chống dịch Covid-19 tại các chợ. Theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Nam Định, tính đến sáng ngày 17 tháng 6, các cơ sở khám chữa bệnh trong tỉnh đang thực hiện cách ly, điều trị và theo dõi sức khỏe cho 15 trường hợp có liên quan đến dịch COVID-19. 15 trường hợp đang thực hiện cách ly, điều trị và theo dõi sức khỏe tại các cơ sở khám chữa bệnh, gồm 4 trường hợp tại Trung tâm Y tế huyện Nghĩa Hưng, 3 trường hợp tại Trung tâm Y tế huyện Đi Yên, 4 trường hợp tại Trung tâm Y tế huyện Trực Ninh, 2 trường hợp tại Trung tâm Y tế huyện Nam Trực, 2 trường hợp tại Bệnh viện Đa khoa Hải Hậu. Ngoài ra, toàn tỉnh có 123 trường hợp cách ly tại cơ sở cách ly tập trung thị trấn Gôi, huyện Vũ Bản, 7 trường hợp cách ly tại khách sạn Hồi An, huyện Vũ Bản, gần 500 trường hợp đang cách ly y tế tại nhà, trên 60 trường hợp đang thực hiện theo dõi sức khỏe tại nhà. Căn cứ vào tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh cơ bản được kiểm soát, Ủy ban nhân dân tỉnh có công văn số 340 về việc điều chỉnh lịch thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông không chuyên năm học 2021-2022. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đồng ý với tờ trình của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc điều chỉnh lịch thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông không chuyên năm học 2021-2022 từ ngày 27-28 tháng 7 2021 sang ngày 27-28 tháng 6 2021. Như vậy, lịch thi năm nay được đẩy sớm hơn một tháng so với lịch thi trước đó được Sở Giáo dục và Đào tạo công bố. Từ sự điều chỉnh lịch thi này, Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các phòng chuyên môn và các đơn vị trong ngành điều chỉnh kế hoạch chấm thi và công bố kết quả trúng tuyển của trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong. Kế hoạch thu hồ sơ đăng ký dự thi và tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông không chuyên nhằm bảo đảm đúng tiến độ tuyển sinh, đồng thời bảo đảm các điều kiện để tiếp đó tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông diễn ra ngay sau kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, xác định công tác phòng chống dịch Covid-19 tại các chợ cần phải được quan tâm, thực hiện hiệu quả. Huyện Giao Thủy đã chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhắc nhở người dân thực hiện tốt thông điệp 5K, tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng dịch theo quy định. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại một số chợ trên địa bàn huyện Giao Thủy. Chợ trung tâm thị trấn Ngô Đồng huyện Giao Thủy là một trong những chợ có quy mô lớn trên địa bàn huyện xác định đây là nơi tập trung đông người, có nguy cơ cao xảy ra dịch bệnh và lây nhiễm trong cộng đồng, nên chính quyền địa phương, ban quản lý chợ đã chú trọng và tích cực triển khai các biện pháp phòng chống dịch theo quy định từ tuyên truyền, vận động đến kiểm tra giám sát. Trong cái thời gian cũng nhắc nhở toàn bà con tiểu thương trong chợ và bà con thập phương vào chợ trao đổi hàng hóa buôn bán thì cũng nhắc nhở đeo khẩu trang và cũng nhắc nhở những người không đeo khẩu trang và xử phạt và cũng nghiêm khắc với các tiểu thương và những các khách ra vào cổng chợ. Tại chợ Hoành Nha có hơn 300 gian hàng, mỗi ngày có khoảng hơn 4.000 lượt người dân đến mua bán. Nhờ việc ban quản lý chợ thường xuyên tuyên truyền nhắc nhở nên bà con tiểu thương đã nhận thức và chấp hành tốt các quy định phòng chống dịch, góp phần cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Khi khách đến mua hàng thì chúng tôi cũng bảo khách là giữ khoảng cách khoảng 2 mét để phòng chống dịch cho cho mình và khách và đeo khẩu trang ạ. đi ra ngoài thì đi khẩu trang và sát khuẩn lại không vào khẩu trang trong chỗ đông người. Ở nhà thì chúng em cũng không tụ tập đông người. Còn khi đi ra ngoài thì cho cả trẻ nhỏ đi thì chúng em phải bị khẩu trang và sát khuẩn. Ngoài việc ban quản lý chợ, bà con tiểu thương các chợ chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch, Người dân khi đến chợ cần nâng cao ý thức phòng chống dịch bằng việc đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn và giữ khoảng cách khi vào chợ để đảm bảo sức khỏe cho bản thân và cả cộng đồng. Các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh thu hút được 185 dự án của 159 nhà đầu tư thứ cấp. Xã Giao Tiến, huyện Giao Thủy nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới. Người dân các xã ven biển tận dụng khai thác rau câu để tăng thu nhập. Đến nay, các khu công nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh đã thu hút được 185 dự án của 159 nhà đầu tư thứ cấp với tổng vốn đăng ký là gần 7.700 tỷ đồng và hơn 1.111 triệu đô la Mỹ, vốn thực hiện là hơn 4.200 tỷ đồng và 678 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh cho biết tiến độ triển khai dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp dưới mai giảng đông còn chậm, chưa thống nhất được quy hoạch hệ thống thoát nước theo phương án quy hoạch chung khu công nghiệp Mỹ Trung đã có quyết định thu hồi để chuyển giao cho nhà đầu tư khác tiếp tục xây dựng, song việc xử lý gặp nhiều vướng mắc. Trước các bất cập kể trên, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh tiếp tục phối hợp với các sở ngành liên quan, tăng cường các giải pháp, nâng cao hiệu quả xây dựng, khai thác các khu công nghiệp, tập trung hoàn tất các thủ tục triển khai đầu tư xây dựng các khu công nghiệp theo quy hoạch đã được phê duyệt, đồng thời đề nghị UBND tỉnh sớm ban hành cơ chế ưu đãi cho các nhà đầu tư, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, tạo động lực để thu hút các doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước đầu tư các dự án có công nghệ tiên tiến hiện đại thân thiện với môi trường. Triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018-2020, xác định xây dựng nông thôn mới chỉ có điểm khởi đầu không có điểm kết thúc, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Giao Tiến, huyện Giao Thủy đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo các thôn xóm và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội huy động các nguồn lực đầu tư, tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới. Năm 2020, xã Giao Tiến là một trong năm địa phương được huyện chọn đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Trong đó, xóm 4 quyết thắng với 180 hộ dân đã cùng đồng lòng chung sức xây dựng xóm nông thôn mới kiểu mẫu. 1,8 km đường trục xóm được 100% cưng hóa bằng bê tông kết nối đến tận gia đình cánh đồng, có hệ thống điện chiếu sáng, cây bóng mát và hoa. Nhà văn hóa, khu thể thao xóm được xây dựng khang trang sạch đẹp. Xóm xây dựng hương ước, quý ước xóm, thực hiện lối sống văn minh chúng tôi tổng đầu tư chúng tôi thì bây giờ nó khoảng có trên 800 triệu đồng. Thì trong đó chúng tôi đã làm về phía ngoài đồng ruộng là chúng tôi đổ hai cái tuyến đường bê tông dài rộng mét rưỡi và ba cái kênh mương cho nên toàn bộ cánh đồng của chúng tôi bây giờ là khép kín 100% là đường bê tông và kênh mương hóa. Thế còn là về khu dân cư thì chúng tôi còn một số cái rong mà chúng tôi chưa hoàn thiện về đường bê tông đường rong thì chúng tôi cũng hoàn thiện trong những năm tới thì chúng tôi vẫn tiếp tục là nâng cao về cái phần các tiêu chí về nông thôn mới kiểu mẫu hoàn thiện hơn các công việc tiếp theo. Cùng với xây dựng kết cấu hạ tầng, xã Giao Tiến đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp phù hợp với thực tiễn, trong đó chú trọng chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi cho năng suất chất lượng cao, hình thành các liên kết sản xuất ứng dụng khoa học kỹ thuật, xây dựng cánh đồng mẫu lớn. Bên cạnh đó, phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề nông thôn cũng được Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã chú trọng với các nghề may mặc, nghề mộc, xây dựng, cơ khí. Từ việc thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đời sống của nhân dân trong xã nâng cao rõ rệt. Năm 2020, thu nhập bình quân đầu người đạt 56,4 triệu đồng một người một năm. Tỷ lệ lao động trong độ tuổi có việc làm thường xuyên đạt 95,6%. Về mặt kinh tế xã hội thì Giao Tiến là một trong những xã là có một cái thế mạnh Đấy, kinh nền kinh tế của Giao Tiến thì cũng khá giả, cho nên là việc chúng tôi triển khai thực hiện đề án là một cái rất là thuận lợi cho địa phương. Một cái đặc biệt nữa là người dân Giao Tiến đi làm ăn sinh sống ở khắp mọi miền đất nước và từ cái nguồn kinh tế đấy đã đem về xây dựng cho quê hương và đặc biệt là trong các cái công trình của địa phương, ý, một số công trình thì cũng được sự đồng thuận của nhân dân ngoài cái việc đóng góp ra thì còn những cái nguồn kinh phí là từ những cái tấm lòng hảo tâm của những người con quê hương mang về để xây dựng và tới đây thì thực để thực hiện cái nghị quyết của đảng bộ xã lần thứ 19 thì giao tiến tiếp tục phấn đấu xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu và tiến tới đến 2025 tức là cuối nhiệm kỳ sẽ giao tiến trở thành thị trấn. Đến thời điểm này, xã Giao Tiến đã hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao và được Đoàn Thẩm định Nông thôn mới của tỉnh đánh giá công nhận. Thời gian tới, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã tiếp tục giả soát mức độ các tiêu chí hiện có, xây dựng nâng cao các tiêu chí nhằm cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, xây dựng xã Giao Tiến giàu đẹp, văn minh, tiến tới mục tiêu xã nông thôn mới kiểu mẫu. Rau câu là một loại tảo giàu chất dinh dưỡng được sử dụng trong chế biến thực phẩm, nước uống giải khát. Do có sẵn trong tự nhiên, lại không mất công nuôi trồng, nên vào mùa rau câu, nhiều hộ dân khu vực ngoài đê, ven biển, các huyện Hải Hậu, Giao Thủy, Nghĩa Hưng đã tận dụng khai thác để tăng thu nhập. Khoảng hơn 10 năm trở lại đây, các nhà máy thạch rau câu phát triển, nhu cầu thu mua rau câu lớn nên người dân bắt đầu khai thác. Rau câu phát triển tự nhiên theo mùa, nếu không thu hoạch đúng thời điểm, hết mùa rau cũng tự chết vì vậy có nhiều hộ dân nuôi thủy sản ven biển tận dụng lúc chưa nuôi thả thủy sản để khai thác rau câu. Sau khi khai thác xong sẽ làm sạch đầm để nuôi thủy sản vụ mới. Trung bình mỗi ngày mỗi người dân có thể khai thác được từ 80 đến 100 kg rau câu tươi. Trung bình một năm thu hoạch được khoảng 20 tấn, cho thu nhập từ 70 đến 80 triệu đồng một năm. Để nghề khai thác rau câu tự nhiên phát triển ổn định bền vững, các cơ quan chức năng đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức hành động của người dân trong việc đảm bảo khai thác an toàn hiệu quả, không gây ảnh hưởng đến môi trường sinh thái tự nhiên. Đồng thời tạo điều kiện khuyến khích các doanh nghiệp chế biến thực phẩm trên địa bàn tỉnh áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật để tạo ra các sản phẩm có giá trị kinh tế cao, tạo sự liên kết chặt chẽ giữa quá trình khai thác sản xuất và chế biến rau câu để phát triển thị trường trong nước và xuất khẩu. Sở Giao thông Vận tải tỉnh tích cực tham mưu nâng cao công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, Hải Hậu triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 27, nhiệm kỳ 2020-2025. Những tháng đầu năm 2021, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Nam Định đã tích cực tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo và triển khai thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh, thu hút đầu tư vào tỉnh. Bên cạnh đó, Sở đã thực hiện thẩm định 97 dự án công trình giao thông đảm bảo về chất lượng, hiệu quả kinh tế kỹ thuật những tháng cuối năm 2021, Sở Giao thông Vận tải tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức viên chức, ứng dụng công nghệ thông tin, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và cá nhân trong giải quyết thủ tục hành chính, đảm bảo trả kết quả về trung tâm phục vụ hành chính công đúng thời gian quy định, tiếp tục cập nhật diễn biến tình hình dịch COVID-19 để chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt các biện pháp ngăn ngừa, phòng chống lây lan, đề xuất các giải pháp hỗ trợ cho doanh nghiệp vận tải trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến hoạt động vận tải khách. Triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 27 nhiệm kỳ 2020-2025, đến nay ban chấp hành Đảng bộ huyện Hải Hậu đã hoàn thành việc bố trí, sắp xếp kiện toàn cán bộ từ huyện đến cơ sở, ban hành quy chế làm việc của ban chấp hành, của ủy ban kiểm tra huyện ủy, chương trình công tác toàn khóa và chương trình kiểm tra giám sát nhiệm kỳ 2020-2025. Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hải Hậu cũng chỉ đạo các cấp ủy cơ sở xây dựng chương trình kế hoạch triển khai, tổ chức thực hiện nghị quyết ngay sau đại hội. Ban chấp hành Đảng bộ huyện tập trung xây dựng các nghị quyết chuyên đề, kế hoạch cụ thể hóa thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện. Đến nay đã ban hành 4 nghị quyết về công tác cán bộ, về xây dựng nông thôn mới, về quản lý đất đai và quản lý rác thải sinh hoạt. Kết luận về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội đang tiếp tục xây dựng một nghị quyết hai đề án, ba kế hoạch, dự kiến thông qua trong tháng 6 2021. Toàn huyện cũng đã hoàn thành tổ chức tuyên truyền học tập, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ ca cấp. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với tăng cường xây dựng trình đốn đảng, ngăn chặn, xử lý kịp thời những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tối nay của đài phát thanh và truyền hình nam định cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi